Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 12. Tiếp tục phiên họp 28 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp giải quyết khiếu nại của công dân. Tạo cơ hội cho lao động di cư. Thưa quý vị, sáng qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường chủ trì buổi tiếp và giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất của gia đình công dân Nguyễn Thị Kính, trú tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành. Theo đơn của công dân Kính, năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành ra quyết định thu hồi 66 hectare đất trên địa bàn xã Tam Anh Nam để làm dự án. Trong đó, bà Kính có 5 thửa đất thuộc sở hữu của gia đình. Tuy nhiên, sau đó dự án không được triển khai và gia đình bà vẫn chưa nhận được tiền đền bù. Năm 2019, do nhà bị xuống cấp, gia đình bà xin phép xây dựng nhà mới nhưng không được chấp thuận. Do đất nằm trong khu vực đã quy hoạch nên phải đi thuê nhà ở. Bà Kính yêu cầu các cấp thẩm quyền có phương án đền bù thỏa đáng cho phần đất đã thu hồi hoặc cho phép bà xây dựng nhà để ở. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị huyện Núi Thành nhanh chóng rà soát, giải quyết các kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Kính, trong đó ưu tiên chi trả tiền đền bù thu hồi đất cho gia đình bà Kính trong thời gian sớm nhất. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với các ban ngành ba địa phương gồm Bắc Trà My, Đông Giang và Nam Giang để nghe báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân của ba chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo của các địa phương, đến giữa tháng 12 này, tỷ lệ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia ở Đông Giang đạt gần 34%, Nam Giang đạt gần 49%, Bắc Trà My giải ngân đạt hơn 34%. Tiến độ giải ngân ở các chương trình mục tiêu quốc gia ở các huyện miền núi còn chậm do nhiều nguyên nhân như việc phân bổ vốn cho ba chương trình còn chậm so với yêu cầu nên đã tạo áp lực giải quyết các thủ tục giao vốn, phân bổ vốn và thủ tục đầu tư, giải ngân vốn cho các địa phương. Số danh mục công trình năm 2023 nhiều và phải thông qua Hội đồng Nhân dân các cấp nên chậm. Việc khảo sát đề xuất danh mục dự án mức vốn đầu tư còn chưa sát với thực tế địa phương dẫn đến phải thay đổi thiết kế dự toán tổng mức đầu tư. Năm 2024 và 2025 là hai năm trọng tâm trong việc triển khai hoàn thành các mục tiêu của ba chương trình mục tiêu quốc gia. Do vậy, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương cần tập trung quyết liệt chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt hơn. Theo đó, tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả đạt được của các mục tiêu, tiêu chí cụ thể trong thời gian qua, để từ đó xây dựng kế hoạch và các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian đến của từng chương trình. Phấn đấu đối với kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023, đến tháng 12 năm 2023 giải ngân 80% kế hoạch vốn và đến tháng 6 năm 2024 giải ngân 100%. Sáng qua, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Tham dự lớp tập huấn có 250 đại biểu là cán bộ công chức thanh tra, cán bộ công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập của các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh. Trong một ngày, các đại biểu tham gia lớp tập huấn được hướng dẫn các nội dung cơ bản về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung vào các nội dung chính gồm xây dựng kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai, bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, quy trình thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai, lập hồ sơ theo dõi kê khai, giao nhận bản kê khai, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai, trách nhiệm, nghĩa vụ của người kê khai. Tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng tiêu cực, Cục 4, Thanh tra Chính phủ trực tiếp báo cáo và chia sẻ, thảo luận, giải đáp các thắc mắc về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn nhằm tạo cơ sở quan trọng cho việc minh bạch hóa thu nhập và tài sản của người có chức vụ quyền hạn để phòng chống tham nhũng có hiệu quả, đồng thời phòng ngừa ngăn chặn việc lợi dụng chức vụ quyền hạn để gia tăng thu nhập bằng các hành vi bất hợp pháp và góp phần từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của toàn xã hội.
Huyện ủy Đại Lộc sáng qua tổ chức hội nghị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết huyện ủy năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Trong bối cảnh tác động của tình hình thế giới và trong nước, năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn. Kết quả thực hiện đạt nhiều kết quả phấn khởi, cụ thể 14 trên 20 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết huyện ủy đề ra. Có 4 trên 20 chỉ tiêu không đạt, trong đó có 2 chỉ tiêu lớn trên lĩnh vực kinh tế là tăng trưởng kinh tế của huyện và thu phát sinh kinh tế trên địa bàn huyện. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt 1.138 tỷ đồng, đạt 140% dự toán tỉnh, 118% dự toán huyện. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện toàn diện. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2023 vẫn còn một số hạn chế nhất định như công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn huyện có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, còn xảy ra vi phạm. Việc giải quyết hồ sơ đất đai cho người dân vẫn còn trường hợp chậm so với thời gian quy định. Hội nghị đã tập trung thảo luận nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời bàn bạc đưa ra giải pháp khắc phục trong năm 2024. Hôm qua, huyện ủy Nam Giang cũng tổ chức hội nghị lần thứ 16 năm 2023. Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo tổng kết tình hình các mặt công tác năm 2023, thông qua dự thảo nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của huyện ủy, dự thảo chương trình công tác huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy năm 2024, dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2023 và dự thảo chương trình kiểm tra giám sát của huyện ủy năm 2024. Theo đó, ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện, năm 2024, huyện Nam Giang còn phải tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 đã đề ra, đòi hỏi phải có sự nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất từ huyện đến cơ sở. Sáng cùng ngày, Hội đồng Nhân dân huyện Duy Xuyên khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 16, kỳ họp cuối cùng đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, tăng trưởng kinh tế của huyện Duy Xuyên chỉ đạt 1,17%, không đạt kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chịu nhiều tác động bởi tình hình chung. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu. Giá trị sản xuất toàn ngành đạt 4.297 tỷ đồng, bằng 74,2% kế hoạch và bằng 81,8% so với năm 2022. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 58 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước thực hiện 1.567,96 tỷ đồng. Trong năm, toàn huyện triển khai xây dựng 23 công trình từ nguồn vốn tỉnh, huyện với tổng mức đầu tư gần 110 tỷ đồng. Đến nay, 16 công trình triển khai thi công. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân huyện bầu. Cũng vào sáng qua, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức tập huấn truyền thông và giảm nghèo về thông tin cho hơn 100 học viên là cán bộ văn hóa thông tin, đoàn thanh niên, tổ trưởng tổ công nghệ cộng đồng thôn tổ dân phố. Học viên được thông tin các nội dung truyền thông giảm nghèo về thông tin trên địa bàn huyện, hướng dẫn cách khai thác đề tài, xử lý thông tin và kỹ năng viết tin bài tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, việc khai thác thông tin trên báo chí và các nền tảng mạng xã hội liên quan đến công tác giảm nghèo về thông tin. Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền và quản lý điều hành tại địa phương, đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo về thông tin. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Luy Na, sinh năm 1987, và Nguyễn Trọng Duy, sinh năm 1978, cùng trú phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, Na và Duy cho khoảng 76 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay hơn 9 tỷ đồng với lãi suất từ 120 đến 180% một năm, đã thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng. Quá trình cho vay, khi người vay chậm trả tiền, các đối tượng đăng bài bôi nhọ danh dự người vay trên mạng xã hội Facebook, đồng thời gọi điện thoại đe dọa, gây sức ép để lấy tiền, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Luy Na và Nguyễn Trọng Duy để mở rộng điều tra.
Thưa quý vị, tại Tokyo đã diễn ra hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản. Tại sự kiện này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu và tham gia nhiều hoạt động song phương khác, tạo nền tảng cho tương lai xanh và thịnh vượng. Phát biểu tại hội nghị kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ ý nghĩa lịch sử của hội nghị, đánh giá cao tinh thần đoàn kết và hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản, hoan nghênh những đóng góp của Nhật Bản đối với quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN, cũng như sự phát triển của các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa phối hợp chiến lược, cùng xây dựng cấu trúc khu vực mở, bao trùm, dựa trên luật lệ với ASEAN đóng vai trò trung tâm. Nhật Bản cần tiếp tục có tiếng nói ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, tích cực hỗ trợ các nước thuộc tiểu vùng Mekong ứng phó hiệu quả với thách thức an ninh phi truyền thống, sớm khởi động lại cơ chế hợp tác Mekong, ưu tiên thúc đẩy các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển bền vững trên tinh thần, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư cho nhân tố con người, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực cho sự phát triển nói chung và của quan hệ ASEAN-Nhật Bản nói riêng. Dành ưu tiên đầu tư thích đáng cho các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên, trao đổi giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, hợp tác địa phương, lao động, thể thao, du lịch. Cũng tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Thái Lan, Tổng thống Philippines, Quốc vương Brunei, ăn sáng và làm việc với Thủ tướng Lào và Campuchia. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 28, sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo tổng hợp rút gọn về đề nghị bổ sung 4 dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Các dự án luật này gồm luật phòng chống mua bán người, sửa đổi, luật hóa chất, sửa đổi, luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, luật quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, sửa đổi. Báo cáo thẩm tra cho biết, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi 4 luật này để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế bất cập đã được chỉ ra qua tổng kết thi hành các luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Như vậy, sau khi bổ sung 4 dự án luật, thì số lượng dự án trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 là rất lớn. Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương, nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng các dự án luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ quy định. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 30 yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo nội dung chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm, chăm lo, kịp thời có chính sách hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, Bộ cần tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lập, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết, không để ai không có Tết. Chính phủ cũng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là những địa phương tập trung nhiều lao động, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết. Thưa quý vị, trong năm 2023, quy định về phòng cháy chữa cháy trong trường học đóng vai trò vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho cả học sinh và nhân viên. Xác định rõ điều này cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, thời gian qua các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của ngành chức năng cũng như thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên, tại một số huyện miền núi, công tác phòng cháy chữa cháy trong trường học hiện gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất và các trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn. Những hình ảnh này là công trình trường học được xây mới tại trường tiểu học và trung học cơ sở Trung Sơn, huyện biên giới Quang Sơn. Dù nhà thầu đã thi công xong công trình, thế nhưng trường vẫn không thể đưa vào sử dụng. Do hồ sơ thiết kế ban đầu, chủ đầu tư đã bỏ quên hạng mục phòng cháy chữa cháy nên chưa được nghiệm thu. Các phòng học mới được đầu tư xây dựng khang trang, nhưng phải cửa đóng then cài, trong khi hơn 200 học sinh của nhà trường vẫn đang phải học tạm tại khu nhà bán trú lắp kép phía sau với nhiều khó khăn thiếu thốn. Huyện cũng có trả lời, đó là vì chưa được nhà thầu bàn giao cho ủy ban huyện, cũng do cái công tác phòng cháy chữa cháy chưa có. Thì khi nào mà có cái công tác phòng cháy chữa cháy thì mới được công tác bàn giao, thì thầy cô và học sinh
xuống cơ sở mới để học. Hiện các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Quang Sơn gặp nhiều khó khăn do các trường đã xây dựng từ nhiều năm trước. Nhiều trường đã xuống cấp, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang cấp chủ yếu là những bình cứu hỏa mini, nhưng hiện tại cũng hỏng nhiều, không sử dụng được. Bên cạnh đó, nhiều trường học hiện đã được xây mới, các hạng mục đã hoàn thành, nhưng do vướng quy định phòng cháy chữa cháy nên chưa đủ điều kiện cho học sinh vào học. Điều này dẫn đến tình trạng trường mới bỏ không, học sinh và giáo viên vẫn phải học tạm ở những phòng học xuống cấp chật chội. Phòng giáo dục đào tạo cũng đã tham mưu và đề xuất với Ủy ban nhân huyện để có cái giải pháp để làm sao mà có cái nguồn kinh phí để xây dựng cái hệ thống phòng cháy để cho đảm bảo được cái an toàn cho các đơn vị trường mà xây dựng mới, để cho các em học sinh là được học ở những ngôi trường mới và đảm bảo cái an toàn. Huyện Cẩm Thủy hiện có 56 trường từ cấp mầm non đến trung học cơ sở. Hiện nay hầu hết các nhà trường đều chưa đáp ứng được các yêu cầu theo quy định về phòng cháy chữa cháy mới. Theo đó, các trường đều xây dựng đã lâu, hệ thống đường dây dẫn điện chưa được an toàn, công tác theo dõi hồ sơ hoạt động phòng cháy chữa cháy chưa được đảm bảo. Cổng trường nhỏ, giao thông không thuận tiện, gây khó khăn cho việc xe chữa cháy tiếp cận cũng như việc thoát nạn. Việc trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ còn hạn chế, trong khi để đầu tư một hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn phải mất hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, nguồn ngân sách có hạn, công tác xã hội hóa ở các nhà trường gặp khó khăn. Nên đề nghị các cơ quan nước cấp thì quan tâm hơn nữa về công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng cho các đơn vị nhà trường đủ đáp ứng được yêu cầu. Những quy định mới thì quá trình đối với công tác phòng cháy chữa cháy của các đơn vị về kiểm tra thì mong rằng chúng ta cũng xem xét làm sao hợp lý để cho các đơn vị trường học thực hiện tốt và nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy. Đa phần là cái cơ sở vật chất thì đều xây dựng từ rất lâu rồi. Và bây giờ mà đầu tư các cái hệ thống phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định thì sẽ tốn rất là nhiều kinh phí, trong khi ngân sách địa phương cũng có hạn. Trong cái thời gian tới thì cũng rất mong là các cái bộ ngành sẽ có các cái văn bản hướng dẫn cụ thể quy định để nó phù hợp với lại các cái yêu cầu phòng cháy chữa cháy ở các cái cơ sở giáo dục. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thành lập ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngành đang phối hợp với công an tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh và học viên nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức và hành động trong cán bộ, giáo viên và học sinh về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an toàn trong các cơ sở giáo dục. Thưa quý vị, thuốc lá điện tử ngày càng xâm nhập vào các trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh. Để phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, trường Trung học Phổ thông Sào Nam huyện Duy Xuyên đã phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong tuyên truyền, kịp thời phát hiện, hỗ trợ, ngăn chặn hành vi hút thuốc lá điện tử của học sinh. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau. Tiết hoạt động trải nghiệm của học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông Sào Nam huyện Duy Xuyên về phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử trong học đường. Sau khi được giáo viên thông tin về những tác hại của thuốc lá điện tử và cách phòng tránh, các em học sinh hào hứng thể hiện tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử. Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh trường Trung học Phổ thông Sào Nam nhận thức và hành động đúng để nói không với thuốc lá điện tử. Để mà truyền bá thì em nghĩ nhà trường hoặc là nhà nước nên có những cái buổi ngoại khóa và cho học sinh biết được những cái tác hại, để cho các học sinh mà tiếp cận với thuốc lá điện tử sợ và có thể có ý thức để tránh xa thuốc lá điện tử. Trong hoạt động ngoại khóa, cán bộ và giáo viên trường Trung học Phổ thông Sào Nam thường xuyên thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử. Giống như thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử cũng đưa một lượng nicotine vào cơ thể qua hấp thu vào phổi và máu. Nicotine trở nên rất độc hại sau khi sử dụng với nồng độ cao. Qua trao đổi tình huống giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với giáo viên đã giúp cho các em có cách ứng xử phù hợp khi tham gia phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử. Bạn ấy đang nghiện đến cái mức độ nào để mình có thể có cái cách biện pháp giải quyết nó đúng đắn nhất. Ví dụ như mà các bạn ấy mới
bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử thì mình có thể khuyên nhủ, còn khi mà các bạn đã nghiện ở lâu rồi thì nó sẽ nguy hiểm đến sức khỏe, và cũng như các bạn không kiểm soát được cái hành vi của mình, thì trước hết em nghĩ là nên liên lạc với giáo viên hoặc là người lớn để đưa ra cái biện pháp tốt hơn. Trường Trung học Phổ thông Sào Nam hiện có 26 lớp với hơn 1.000 học sinh. Bên cạnh hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm phòng chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử, nhà trường còn tích hợp nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử trong các bộ môn như giáo dục công dân, sinh học, ngữ văn và các bộ môn khác. Các tiết tích hợp được tổ chức linh động, hào hứng và sôi nổi. Các bạn cũng đã nhận thức được phải là ý thức của bản thân mình trước tiên, trách nhiệm của bản thân và ý thức của bản thân mình trước tiên. Rồi các bạn cũng thấy được cái thực trạng mà học sinh sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học hiện nay. Và đồng thời là gì, các bạn cũng đưa ra những cái giải pháp, và các bạn đề xuất những cái giải pháp cũng rất là tốt để mà có thể ngăn chặn được cái vấn nạn thuốc lá điện tử trong học đường. Ngay từ đầu năm học, trường Trung học Phổ thông Sào Nam đã xây dựng kế hoạch phòng chống việc sử dụng thuốc lá trong nhà trường nói chung, thuốc lá điện tử nói riêng. Ban giám hiệu thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường để thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em để từ đó điều chỉnh trong quản lý và định hướng hành vi của học sinh, nhất là hành vi sử dụng thuốc lá điện tử. Công tác truyền thông thì luôn luôn được coi trọng. Trên các cái trang fanpage của trường như là Tuổi Trẻ Trường Trung học Phổ thông Sào Nam, hoặc là website, hoặc là các cái trang mạng xã hội như là Zalo của lớp, Zalo của hội đồng, v.v. Để hy vọng rằng là trong thời gian tới là học sinh của trường Trung học Phổ thông Sào Nam nói riêng và tất cả các bạn học sinh và kể cả người lớn của mình, cái việc hút thuốc lá là ngày càng giảm thiểu, và đặc biệt là đối với lại cái thuốc lá điện tử. Ở nước ta hiện nay, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ đang gia tăng nhanh chóng. Năm 2015, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử mới chỉ là 0,2%, thì đến năm 2019, có đến 3% học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 17 hút thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử là kẻ giết người thầm lặng. Học sinh hãy nói không với thuốc lá điện tử để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng giống nòi. Chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, năm 2000, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chọn ngày 18 tháng 12 là ngày quốc tế người di cư, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm đến sự tôn trọng, bảo vệ toàn diện và hiệu quả các quyền cơ bản của người di cư. Trong thông điệp nhân ngày quốc tế người di cư năm nay, các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc, Tổ chức Di cư Quốc tế và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đều nhấn mạnh về đóng góp của người di cư, đồng thời kêu gọi thế giới bảo đảm quyền lợi, đánh giá công bằng và tạo cơ hội để người di cư đóng góp nhiều hơn. Theo báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế, dự báo đến năm 2050 sẽ có khoảng 405 triệu người di cư giữa các nước. Theo các chuyên gia, di cư là một sự tất yếu và là động lực của phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, khu vực trên thế giới, đặc biệt ở những quốc gia có tốc độ tăng dân số chững lại và giảm nhanh chóng. Chính những người di cư là những người hùng bình dị. Họ giúp thay đổi nền kinh tế và xã hội của quốc gia nơi họ sinh sống. Họ bù đắp sự thiếu hụt trong lực lượng lao động ở các cấp độ kỹ năng và nghề nghiệp khác nhau. Không có người di cư, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế sẽ biến mất và chuỗi giá trị toàn cầu sẽ bị phá vỡ. Những đóng góp tích cực của người di cư cho sự phát triển đã được nghiên cứu và khẳng định trong nhiều thập kỷ. Đợt không khí lạnh kéo theo tuyết rơi dày đã kéo dài tại Trung Quốc trong một tuần qua, khiến các đơn đặt hàng trực tuyến tăng vọt. Theo đó, nhân viên dịch vụ giao hàng đã phải tìm cách vượt qua thách thức về giá rét khắc nghiệt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Tại thủ đô Bắc Kinh, khi tuyết bắt đầu rơi từ hồi đầu tuần trước, nhiều người đã chọn ở nhà, dẫn đến nhu cầu mua sắm trực tuyến và đặt đồ ăn giao đến tận nơi tăng mạnh. Theo một nền tảng giao đồ ăn, trong trưa ngày tuyết rơi đầu mùa, các đơn đặt hàng, lẩu, nướng và những đồ uống nóng đã tăng hơn 35% so với cùng thời gian tuần trước. Nhân viên giao hàng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Không chỉ phải tăng ca, nhân viên giao hàng cũng phải đối mặt với điều kiện đường xá nguy hiểm trong thời tiết băng giá. Họ thậm chí còn phải sử dụng xe ba bánh giao hàng để có thể chở nhiều hàng hơn cũng như tránh bị trượt ngã. Tuy nhiên, số tiền họ kiếm được cũng tăng lên, thậm chí hơn 1/3 so với bình thường nhờ tiền thưởng từ các đại lý và khách hàng. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Jasper khiến nhiều thị trấn du lịch dọc rạn san hô nổi tiếng Great Barrier ở đông bắc Australia bị cô lập, khi nước sông dâng ngập nhà cửa gây khó khăn cho người dân.
Bão Jasper quét qua các vùng phía Bắc ở bang Queensland hồi tuần trước đã gây thiệt hại quy mô lớn trước khi hạ cấp xuống mức bão nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, lượng mưa trong vài giờ cuối tuần qua bằng lượng mưa nhiều tháng trước cộng lại. Các đội cứu hộ đã sơ tán 200 người trong đêm. Quân đội cũng đã triển khai trực thăng tới những vùng bị nước lũ cô lập. Giới chức bang Queensland cho rằng đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất khi mưa lớn tiếp diễn có thể dẫn tới thảm họa gây thiệt hại ước tính hàng tỷ đô la Mỹ. Ken, thị trấn cửa ngõ dẫn vào khu vực có rạn san hô Great Barrier với hơn 150.000 dân, đã ghi nhận lượng mưa khoảng 600mm trong 40 giờ tính đến sáng ngày 18 tháng 12. Lượng mưa này cao gấp 3 lần lượng mưa trung bình 182mm tại khu vực trong tháng 12 này. Bộ Công nghiệp Thái Lan mới đây đã yêu cầu đẩy nhanh những biện pháp loại bỏ hàng hóa kém chất lượng khỏi thị trường, tập trung vào hơn 140 mặt hàng được kiểm soát và quảng cáo qua truyền hình kỹ thuật số cũng như phương tiện truyền thông trực tuyến. Thông báo cho hay Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan TC đã được giao nhiệm vụ thực hiện 8 biện pháp, tập trung giám sát chặt chẽ việc phân phối sản phẩm ở cả thị trường truyền thống và trực tuyến để loại bỏ sản phẩm kém chất lượng. Cơ quan này cũng được chỉ đạo giám sát chặt chẽ các cửa hàng trực tuyến trên tất cả các nền tảng quảng cáo sản phẩm. TC đã yêu cầu các nhà cung cấp sản phẩm trực tuyến như Shopee, Lazada, TikTok và hơn 300 nhà cung cấp khác cùng tham gia thảo luận với mục đích tìm kiếm giải pháp kiểm soát sản phẩm liên quan đến an toàn công cộng, đặc biệt là thiết bị điện gia dụng, những sản phẩm thường xuyên bị phát hiện vi phạm quy định. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 75 đến 98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 96%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 76 đến 96%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 75 đến 97%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 78 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 76 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Brown mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, độ ẩm từ 76 đến 98%, gió nhẹ. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Thông tin ngày mới cũng đã kết thúc.
Chương trình được phát vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái kính chào tạm biệt.